Chào các bác nhé, lại Nam Thành ô tô. Thì ngay trước màn hình của các bác là chiếc VF6 và Plus màu xanh dương, kịp chạy chương trình chính sách tháng 5 cho các bác rất là hot đối với lại cái màu xanh dương này. Hiện tại Nam Thành ô tô đang có một chiếc duy nhất trên thị trường và giá niêm yết là 855 triệu. Đối với chính sách tháng 5 thì chúng ta sẽ được trừ 4% về cái giá là 820 triệu. Ngoài ra thì đối với màu xanh này thì Nam Thành ô tô đang có thêm cái chương trình ưu đãi là trừ thêm 21.600 tương đương với 1 năm thuê bao pin, trừ vào giá xe dành cho các bác nào đang có nhu cầu ý định là mua đứt pin thì chúng ta sẽ trừ thêm được 21.600 này, thì giá sẽ rơi vào tầm 800 và lăn bánh vào xuống đường biển tỉnh là 806 triệu ra biển tại khu vực biển tỉnh nhá. Còn nếu biển Hà Nội thì sẽ là 826 triệu ra biển khu vực Hà Nội. Thế thì chiếc VF6 bản Plus phiên bản gọi là màu xanh dương này thì Nam Thành ô tô đang có thêm cái chương trình ưu đãi phụ kiện là trị giá 20 triệu dành riêng cho các bác nào chốt ngay trước tháng 5 này nhé. Vâng, cái chương trình này thì chỉ chạy từ nay đến hết ngày 31 tháng 5 năm 2024 thôi. Cái này là cá nhân Nam Thành ô tô dành riêng cho các bác nào đang có nhu cầu quan tâm đến em VF6 Plus màu xanh dương này nhé. Đấy, bởi vì Nam Thành ô tô đang có được cái đơn vị cung cấp những cái phụ kiện rất là chất lượng và họ đang muốn quảng bá cái sản phẩm của mình, nên là em đang phối hợp và anh chị hỗ trợ sẵn sàng tặng cho các bác nào đang có nhu cầu quan tâm đến chiếc VF6 bản Plus màu xanh dương này. Và màu xanh dương này thì sẽ rất là hợp cho bác nào mệnh thủy hay là mệnh mộc. Múc em này thì cứ gọi là tiền vào như nước, tiền vào như nước sông Đà, tiền ra nhỏ giọt như cà phê phin. Đấy, VF6 Plus thì sản sinh 201 mã lực, rất là khỏe và một lần sạc pin đi được lên đến 380 km trên một lần sạc đầy. Và nếu như mà chân ga bác nào đều đều thì có khi là đi được lên đến hơn 400 cây các bác nhá. Một thông số khá là ấn tượng dành cho một chiếc xe SUV hạng B. Và hiện nay thì trạm sạc của VinFast cũng đã phủ sóng trên toàn quốc. Ở bất kỳ tỉnh thành nào bây giờ cũng đã có trụ trạm sạc rồi. Và nhà nước người ta cũng đã đưa ra là cái mỗi cái điểm dừng chân trên cao tốc thì đều sẽ có một cái trạm sạc điện, nên là các bác yên tâm là trong cái thời gian sắp tới chúng ta mua xe điện thì không lo về cái trạm sạc nữa nhé các bác nhé. Đấy, nói rông nói dài không nhanh bằng cái việc là chốt với các bác là cái giá lăn bánh xuống đường tại khu vực biển tỉnh dành cho màu xanh dương này sẽ là 806 triệu đồng lăn bánh tại khu vực biển tỉnh mua kèm pin, và lăn bánh tại thủ đô Hà Nội sẽ là 826 triệu lăn bánh xuống đường tại đất thủ đô và thành phố Hồ Chí Minh các bác nhé. Nam Thành ô tô hỗ trợ giao xe, vận chuyển xe trên toàn quốc, hỗ trợ trả góp trên toàn quốc. Các bác ở bất kỳ nơi đâu Nam Thành ô tô cũng đều hỗ trợ được cho các bác. Và ngoài cái giá trên thì Nam Thành ô tô cũng đã nói trong cái phần đầu của clip là tặng thêm 20 triệu phụ kiện nếu như các bác nào chốt ngay chiếc VF6 trong cái tháng 5 này nhé. Vâng, nhanh tay nhanh chân lên bởi vì số lượng có hạn, chỉ còn duy nhất một xe VF6 Plus màu xanh này thôi. Vâng. Số điện thoại của Nam Thành ô tô 0961 395 131 hoặc số Zalo 0979 188 958 để được hỗ trợ tư vấn. Nam Thành ô tô xin phép chào và hẹn gặp lại tất cả các bác trong những video clip tiếp theo. Em xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.